Một quán karaoke ở tỉnh Bình Dương bốc cháy trong nhiều giờ từ tối ngày 6 tháng 9 sang đến ngày hôm sau, giết chết ít nhất 32 người trong một vụ việc mà nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện, truyền thông trong nước đưa tin. Các lực lượng phản ứng khẩn cấp được nói là đã cứu sống được hơn 30 người từ vụ cháy. Tin cho hay vụ cháy xảy ra ở quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Báo chí trong nước cho hay quán được nhà chức trách cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự vào năm 2017. Sau đó, nhà chức trách kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy tại quán 3 lần nữa vào các năm 2019, 2021 và cả trong năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nói với báo chí rằng nguyên nhân của vụ cháy được nhận định ban đầu là do chập điện. Phía công an cho biết đám cháy lớn cơ bản được khống chế khoảng hơn 1 giờ sau khi được phát hiện tối ngày 6 tháng 9, nhưng vẫn còn khói lửa âm ỉ trong nhiều phòng của quán trong nhiều giờ sau đó. Lực lượng chữa cháy của Bình Dương về sau có thêm tiếp viện từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phun nước dập lửa từ tối ngày 6 tháng 9 cho đến chiều ngày 7 tháng 9, đồng thời phá tường vượt chướng ngại vật để tìm kiếm nạn nhân. Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết, vào chiều ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy và yêu cầu kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy cao, kiên quyết đình chỉ các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra các vụ việc tương tự.